Kỳ Lân Luxury trân trọng giới thiệu chiếc đồng hồ Hublot Classic Fusion King Gold Black Diamond, làm từ vàng hồng nguyên khối mặt kính sapphire, phủ AO chống lóa, kích thước 38mm, có khả năng chống nước dưới độ sâu 50m. Là chiếc đồng hồ có thiết kế sang trọng, tinh tế thể hiện sự đẳng cấp của người đeo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.